Cháu thiếu niên là ở lèo số 44. Sau khi ông Đô Hà Duy đơn vị Đan Phượng đăng ký đứng đầu lèo, ông Đô Trọng Hải đơn vị Gia Lâm đăng ký trên lèo. Xin mời hai ông Đô chuẩn bị lên sới thi đấu. Ở lèo số 45, ông Đô Đức Trường đơn vị Liên Hiệp đăng ký đứng đầu lèo, ông Đô Cấn Tất Quang đơn vị Thạch Thất đăng ký trên lèo. Xin mời hai ông Đô chuẩn bị. Đã hết thời gian thi đấu hiệp thứ hai. Xin mời hai ông Đô ra chơi tạm nghỉ. Ai con để đấy không à? Ai kia anh ấy ngăn được kia anh ấy dành tiền. Chiều với đông. Được sự thống nhất của ban tổ chức, chúng tôi quyết định ông Đô Chí Khánh thôn 4 và ông Đô Văn Viên thôn 4 tạm nghỉ, hẹn hai ông Đô vào đầu